Liên quan đến vụ nữ sinh 21 tuổi ở nhà một mình bị anh hàng xóm gần 80 tuổi ném thư vào nhà xin ngủ với em một tí và sẽ gửi 2 triệu đồng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc liệu anh hàng xóm có bị xử lý dù chưa được ngủ với em một tí. Trả lời thắc mắc này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, anh hàng xóm trong vụ việc đã có hành vi quấy rối tình dục cô gái. Theo luật sư Cường, quấy rối tình dục là khái niệm rõ ràng, phổ biến, chi tiết và có những mức chế tài cụ thể ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khái niệm này ít được nhắc tới trong các văn bản pháp luật. Luật sư Cường cho hay, quấy rối tình dục có thể hiểu là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào mà chưa được sự chấp thuận, gây ảnh hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới, được thể hiện qua hành động, lời nói, hình ảnh và có thể xảy ra ở bất cứ đâu, từ địa điểm cụ thể hoặc trên không gian mạng. Dưới góc độ pháp lý, người quấy rối tình dục ở mức độ lời nói, hành vi nhưng chưa đến mức tấn công tình dục, chưa thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân thì chỉ bị xử phạt hành chính. Mức phạt được quy định tại điểm D khoảng 5 điều 7 của Nghị định 144 năm 2021 và có thể bị xử phạt từ 5 đến 8 triệu đồng. Trong vụ việc này, anh hàng xóm có hành vi viết thư đề nghị và chưa có thêm hành vi nào khác nên chưa trực tiếp xâm phạm đến thân thể của nữ sinh. Tuy nhiên, hành vi gợi ý ngủ chung có trả tiền khiến nữ sinh lo lắng, sợ hãi, xấu hổ nên người đàn ông này vẫn bị xử phạt hành chính theo nghị định trên, mà không phụ thuộc vào yêu cầu của cô gái. Trường hợp nữ sinh không có đơn nhưng cơ quan chức năng phát hiện hoặc có đơn tố cáo nhưng lại rút, thì người đàn ông này vẫn sẽ bị xử phạt bởi hành vi trên, bởi người này không chỉ xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, uy tín của cô gái, mà còn xâm hại đến trật tự xã hội, gây mất an ninh. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng gần 1 giờ ngày 29 tháng 6, trong lúc một nữ sinh viên 21 tuổi ở nhà một mình tại phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, thì bị người đàn ông tự nhận là hàng xóm gõ cửa. Sau một hồi không thấy động tĩnh, người đàn ông ném thư với nội dung quấy rối vào trong nhà. Do sợ hãi, nữ sinh này đã đến công an phường Đại Kim trình báo. Vào cuộc xác minh, công an phường Đại Kim xác định anh hàng xóm ném thư xin ngủ cùng nữ sinh là một ông lão gần 80 tuổi. Nữ sinh viên sau đó đã đề nghị rút đơn bởi hành vi quấy rối tình dục của người hàng xóm chưa ảnh hưởng nhiều đến bản thân. Tuy nhiên, người này mong cơ quan chức năng có biện pháp răn đe, giáo dục để tránh tái diễn sự việc tương tự.